Chào các bạn. Trong lúc lập trình vi điều khiển, ta sẽ sử dụng đến led bế đoạn. Và như vậy ta sẽ có mã led bế đoạn để hiển thị các số từ 0 tới 9 cho các ứng dụng. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn tạo mã led bế đoạn bằng phần mềm Mikuse cho vi điều khiển 8951. Trước hết ta mở phần mềm Mikuse. Phần mềm đang chuẩn bị mở. Chúng ta đợi chúng tại giao diện này để tạo mã led bế đoạn, mã head cho led bế đoạn. Chúng ta quan sát có biểu tượng số 7. Biểu tượng số 7, công cụ này cho phép chúng ta tạo mã head cho led bế đoạn. Chúng ta click vào công cụ này và cái hộp thoại tạo mã led bế đoạn xuất hiện. Tại đây chúng ta thấy là led bế đoạn có hai loại, một loại là cao tập trung và một loại là anode chung. Và ở đây hiển thị dưới dạng là số thập phân và số hết. Nếu chúng ta muốn tạo mã led bế đoạn bằng số hết, chúng ta click vào hết, chữ hết, click chọn chữ hết, đó là mã hết. Và bây giờ số đang có đó là số 0. Chúng ta thấy nếu trường hợp led bế đoạn là loại anode chung thì mã hết cho led bế đoạn trong lập trình Mikuse nó là 0xC0. Trường hợp nếu led bế đoạn là loại cathode chung thì mã head cho led bế đoạn trong lập trình Mikuse đó là 0x3f. Giờ ta xem mã head của số 1. Số 1, mã head của led bế đoạn đối với trường hợp là số 1 đó là 0xf9 đối với cái lập trình Mikuse, và loại cho cathode chung đó là 0x06. Giờ tiếp tục chúng ta sẽ xem số 2. Số 2 đây các bạn. Đối số 2 thì mã head cho led anode chung đó là 0x A4 và đó loại cathode chung đó là 0x5B. Chúng ta tiếp tục xem mã head cho số 3. Ở trường hợp số 3, đối với loại anode chung đó là 0xB0, đối với loại cathode chung đó là 0x4F. Tiếp tục ta xem mã head của số 4. Đây là số 4. Như vậy đối với trường hợp số 4, mã head của led bế đoạn loại anode chung đó là 0x99 và loại cathode chung đó là 0x66. Tiếp tục ta xem trường hợp cho số 5. Đối số 5, loại cathode chung của led bế đoạn mã head sẽ là 0x5D. Đối với loại anode chung đó là 0x92. Ta xem số 6. Trường hợp số 6, đối với loại anode chung của led bế đoạn đó là 0x82, đối với loại cathode chung đó là 0x7D. Tiếp tục ta xem số 7. Trường hợp số 7 thì mã head bế đoạn đối với loại led cathode chung đó là 0x F8, đối với loại cathode chung đó là 0x07. Ta xem trường hợp số 8. Số 8 thì led bế đoạn loại cathode chung đó là 0x7F. Trường hợp led bế đoạn anode chung đó là 0x80. Và cuối cùng là trường hợp là số 9. Đối với số 9, led bế đoạn anode chung đó là 0x90 và loại cathode chung đó là 0x6F.
Trường hợp nếu chúng ta có sử dụng thêm dấu chấm thì tùy theo số hiển thị cùng với dấu chấm, chúng ta sẽ có mã hét tương ứng cho các loại led cathode hay là anode. Như vậy, tôi vừa hướng dẫn xong các bạn tạo mã hét cho led ba đoạn bằng phần mềm Micose. Hẹn gặp lại các bạn trong bài sau.